Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái key liên quan tới elicitation và collaboration. Chúng ta sẽ tìm hiểu mục 4.4 đó là communicate business analysis information, tức là truyền đạt thông tin phân tích nghiệp vụ. Mục đích của cái việc truyền đạt thông tin phân tích nghiệp vụ này là để đảm bảo được các bên liên quan có được sự hiểu biết chung về thông tin phân tích nghiệp vụ trong quá trình mà các bạn BA đang làm việc. Các bạn cũng thấy ở đây, BA phải truyền đạt thông tin thích hợp cho các bên liên quan vào đúng thời điểm và ở các tình dạng đáp ứng nhu cầu của họ. Cần cân nhắc để diễn đạt thông tin bằng ngôn ngữ, giọng điệu và phong cách phù hợp với khán giả. Uh, việc truyền đạt thông tin BA là hai chiều và nó liên tục lặp đi lặp lại. Nó liên quan tới việc xác định người nhận, nội dung, mục đích, bối cảnh và kết quả mong đợi. Kết quả của cái uh, task plan stakeholder engagement ở đây các bạn thấy là cái task plan stakeholder engagement tức là cái kế hoạch lên cái việc mà cái stakeholder nó sẽ engage như thế nào. Nó sẽ đánh giá được cái nhu cầu của cái việc mà chúng ta triển khai, chúng ta giao tiếp một cách cụ hệ chúng ta uh, truyền đạt thông tin cũng như là uh, chúng ta sẽ lên những cái kế hoạch để mà chúng ta có thể biết được là ở uh, các cái thông tin gì chúng ta cần trao đổi, các cái thông tin gì chúng ta cần truyền đạt. Việc truyền đạt thông tin không chỉ đơn giản là đẩy thông tin ra ngoài và cho nó đã được tiếp cận và hiểu các nhà phân tích nghiệp vụ thu hút sự tham gia của các bên liên quan để đảm bảo họ hiểu thông tin và đạt được các cái thỏa thuận, đạt được cái sự đồng nhất. Các bạn biết khi mà có bất kỳ một cái gì mà nó mang tính mâu thuẫn, mang tính cái sự bất đồng thì phải tạo đưa ra những hành động, những cái phản ứng phù hợp. Cái phương thức cung cấp thông tin có thể cần phải thay đổi nếu như các bên liên quan không nhận được hoặc không hiểu rõ thông tin đó. À, nhiều hình thức giao tiếp có thể đưa vào trong cùng một cái thông tin. Thì các à, bạn thấy là sau khi mình đọc xong, mọi người cũng thấy là khi mà chúng ta truyền đạt các cái thông tin cho các bên liên quan, à, nó đòi hỏi là liên tục và nó phải đúng thời điểm. À, ngoài ra mình cũng đã nói rất là nhiều lần ở các video clip khác mình cũng nói rất là nhiều lần ở cái uh, trở thành itba thì cái việc mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ nó luôn phải là phổ thông à, trong quá trình sử dụng ngôn ngữ các bạn thấy là hiện tại có khá nhiều BA thích thể hiện khá là nhiều BA thích sử dụng những cái ngôn ngữ chuyên ngành thích sử dụng những cái tool những cái công cụ vẽ vời mang tính rất là nhìn thì rất là pro nhưng mà thật sự stakeholder người ta khó hiểu người ta không có nắm bắt cái gì cả và dùng ngôn ngữ một cách phổ thông không cố tỏ ra nguy hiểm đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong quá trình chúng ta communication cái tiếp theo ở đây có một điểm mà các bạn thấy là khi mà chúng ta làm các cái công việc về mặt BA, mọi thứ nó phải luôn là hai chiều và nó iterative, tức là mọi thứ nó phải liên tục liên tục nó được lặp đi lặp lại. À, có một cái điểm là chúng các bạn BA mới, các bạn BA mới vào nghề thường nghĩ là chúng ta chỉ cần gặp mặt một hai cuộc họp ban đầu nó là xong. À, tuy nhiên thì các bạn thấy cái việc elicitation này nó luôn là một cái việc liên tục liên tục liên tục trong xuyên suốt cái quá trình làm việc của BA. Ngoài ra thì cái việc elicitation này nó còn có từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau. Nó có thể đến từ những cái nguồn mang tính official, ví dụ như là những cái bút buổi meeting, những cái document, những cái tài liệu một cách phù hợp. Ngoài ra thì nó còn có những cái nội dung liên quan tới việc là chúng ta sẽ có email, chúng ta sẽ có chat chat chúng ta sẽ có gọi điện thoại, chúng ta sẽ có nói chuyện ở ngoài hành lang. Thì tất cả những cái điểm đó các bạn thấy là một người BA chúng ta phải handle rất là nhiều cái nguồn elicitation khác nhau ở ngoài ra thì các bạn thấy là truyền đạt thông tin không chỉ đơn giản là đẩy thông tin ra ngoài và cho rằng nó đã được tiếp cận và hiểu ở đây cũng là một cái điểm mà các bạn thấy cho dù người mới hay là người đã có nhiều kinh nghiệm mọi người đều gặp một cái vấn đề là giống như là chúng ta tưởng là chúng ta đưa ra thì mặc nhiên những người có trách nhiệm người ta sẽ nhớ người ta sẽ tự có cái ý thức người ta đọc không phải đâu các bạn đâu phải lúc nào người ta cũng có cái ý thức đâu phải lúc nào người ta cũng có cái uh, làm tròn cái trách nhiệm của mình và đôi khi là thật sự uh, nói một cách khách quan đôi khi cái người nhận người ta bận quá thì sao người ta quên người ta không có thể cho cung cấp cho các bạn đầy đủ các thông tin được cái điều này các bạn thấy là khi mà chúng ta làm mọi thứ trong quá trình làm việc chúng ta phải đảm bảo làm sao cái việc mà chúng ta tiếp cận được cái giải pháp nó phải liên tục nó phải được nhắc nhở nó phải được remind để mà đảm bảo được các stakeholder người ta có cái awareness người ta có cái ý thức về thông tin mà người ta đã được truyền đạt tiếp theo chúng ta cùng nhìn vào cái sơ đồ input output của cái communication ba information ở đây các bạn thấy cái thông tin nào vào nó là ba information bất kỳ loại thông tin nào ở bất kỳ mức độ chi tiết nào được sử dụng làm đầu vào hoặc đầu ra của, của ba các bạn thấy là thông tin nó hoàn toàn nó không có giới hạn và bất kỳ cái gì có thể phục vụ phụ cho công việc dù là trực tiếp hay gián tiếp dù là bên trong bên ngoài dù là nổi hay chìm gì đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc kết quả phân tích của chúng ta thông tin trở thành cái đầu vào khi mà chúng ta cảm thấy là nó ok cảm thấy là nó cần thiết thì chúng ta cứ làm thôi chúng ta đừng có khách care bất kỳ một chuyện gì, gì cả stakeholder engagement approach phương pháp tiếp cận tham gia của các bên liên quan mô tả vai trò của các nhóm vai trò chung vai trò riêng của các bên liên quan để đến việc truyền đạt thông tin ba một cách phù hợp một cách dễ dàng nhất tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các cái yếu tố nào tạo nên cái việc truyền đạt thông tin một cách hiệu quả đầu tiên chúng ta phải xác định mục tiêu và định dạng trong việc giao tiếp định dạng trong việc truyền đạt thì các cái gói thông tin của ba có thể được chuẩn bị bao gồm một số lý do à, thì các cái lý do này nó không có giới hạn cho một cái gì cả chúng ta tùy tình huống mà chúng ta xử lý mà thôi các bạn thấy là chúng ta sẽ bao gồm những cái lý do sau. Thứ nhất là thông báo các yêu cầu và thiết kế cho các bên liên quan. Đánh giá sớm chất lượng và lập kế hoạch, đánh giá các lựa chọn thay thế khả thi, đánh giá và phê duyệt chính thức, đầu vào cho các thiết kế giải pháp, tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định bảo trì để tái sử dụng. Thì mục tiêu chính của việc truyền tải một cái gói thông tin đó là giúp cho chúng ta có thể sử dụng được cho các cái hoạt động nó thay đổi liên tục, cho các cái hoạt động nó liên tục liên tục phát triển khi mà chúng ta làm các cái công việc BA. Để giúp quyết định các cách trình bày các yêu cầu này thì BA cần dành cho các loại câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất đó là đối tượng của cái gói tin là ai? Câu hỏi thứ hai, mỗi loại bên liên quan, mỗi stakeholder cần hiểu và cần gì từ cuộc giao tiếp? phong cách giao tiếp hoặc học tập ưa thích của các stakeholder là cái gì thông tin nào là quan trọng để giao tiếp để truyền đạt định dạng của các gói nó có phù hợp với từng loại khán giả hay không các cái gói hỗ trợ hoạt động khác nhau như thế nào và có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào về mặt hợp đồng để tuân theo hay không các bạn sẽ thấy là những cái điểm này thật ra cũng rất khá là đơn giản thôi chúng ta nói về cái vấn đề là ừ, các cái thông tin đó nó sẽ được hiểu bởi các bên liên quan như thế nào các cái bên liên quan họ là những cái đối tượng như thế nào họ có trình độ học vấn họ có nghề nghiệp họ có industry họ có những cái khía cạnh khác nhau như thế nào rồi tiếp theo các bạn thấy là khi mà chúng ta làm thì mỗi cái đối tượng đó chúng ta lại có những cái phong cách khác nhau, chúng ta lại có những cái điều chỉnh, chúng ta lại có những cách trình bày văn bản, chúng ta lại có những cái cách thuyết trình khác nhau. Ở ngoài ra thì các bạn thấy là chúng ta luôn sẽ có những cái khía cạnh liên quan tới ràng buộc pháp lý. Một cái đơn giản như các bạn thấy là chúng ta nói về cái thỏa thuận bảo mật, cái NDA. À, không phải cái gì chúng ta cũng có thể chia sẻ được không phải cái gì của của chúng ta cũng có thể show ra được hoặc là nếu như chúng ta chưa ký NDA với bất kỳ bên nào thì chúng ta cũng không thể nào truyền đạt thông tin một cách phù hợp truyền đạt một thông tin một cách thoải mái được ở nói về cái phần này thì đọc các bạn thấy nó cũng rất là đơn giản chúng ta quanh quẩn là chúng ta cần phải cân nhắc là ai là đối tượng mỗi cái đối tượng đó chúng ta cần phải xử lý như thế nào và chúng ta có phải bị những cái ràng buộc pháp lý nào hay không Nên đó là những yếu tố mà các bạn cần phải check care khi mà chúng ta hỏi về đặt về những cái câu hỏi mà chúng ta nói về cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho những cái communication này rồi possible form tức là chúng ta có những cái hình thức cho những cái gói thông tin này như thế nào. Thứ nhất là những cái tài liệu formal, những cái tài liệu chuẩn chỉnh, những cái tài liệu chính thức à, thường được dựa trên những cái mẫu được sử dụng bởi những cái tổ chức và có thể bao gồm văn bản, ma trận hoặc sơ đồ. Đó là một dạng ghi thông tin ổn định, dễ sử dụng và lâu dài. Những cái formal documentation ví dụ như các bạn thấy trong cái nghề ITBA đi, trong nghề ITBA chúng ta có những cái bản bản ví dụ như là BRD, SRS. À, những cái bạn test những cái bạn user story, những cái bạn mô tả use case, những cái bạn mô tả function, những cái bạn mô tả sản phẩm vân vân. Rồi nó có những cái official ví dụ như là hợp đồng, ví dụ như là thỏa thuận. À, thì những cái formal documentation đối với những cái bản dạng non ITBA thì chúng ta thấy có những cái tài liệu chiến lược, có những cái tài liệu về phân tích, có những tài liệu về uh, thu thập thông tin, có những tài liệu uh, chúng ta sẽ phải xử lý những cái công việc liên quan tới phân tích báo cáo tài chính, chúng ta phải phân tích uh, hiệu, quả, hiệu, quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh của một tổ chức một doanh nghiệp. Nó có rất là nhiều cái hiếu tố khác nhau. Rồi informal documentation, các bạn thấy là nó bao gồm những cái text, những cái diagram, những cái ma trận mà được sử dụng trong một phần chứ là sử dụng trong một phần, cũng không phải là một nguyên một cái quá trình toàn bộ mà nó sử dụng mang tính là giống như nhỏ lẻ, mang tính lặt vặt. Thì một cái điển hình ví dụ ví dụ các bạn thấy product đi chúng ta sẽ có những cái văn bản tài liệu nó ví dụ tài liệu hướng dẫn uh, tích hợp, những cái tài liệu nhỏ lẻ, nó không có official uh, hoặc là những cái tài liệu mang tính là uh, những cái yêu cầu mang tính vật lặt vặt BAU ví dụ như vậy. Presentation, các bài thuyết trình cung cấp một cái nhìn tổng quan ở cấp độ cao phù hợp để hiểu các mục tiêu của mọi sự thay đổi và các chức năng của một giải pháp hoặc thông tin để hỗ trợ ra việc ra quyết định. À, thì các bạn thấy cái presentation này chúng ta thấy chúng ta sẽ có những cái phần ví dụ như là các bạn thấy à, ở những cái KA trước chúng ta có học về preparation for elicitation à, trước khi chúng ta khơi gọi thông tin trong thời yêu cầu gì đó chúng ta phải có sự chuẩn bị và cũng như là chúng ta sẽ phải làm những cái chuẩn bị những cái phân tích ban đầu trước khi chúng ta vào những cái cuộc họp đầu tiên với khách hàng hoặc là khi mà các bạn đã phân tích các bạn xử lý giải pháp rồi thì các bạn sẽ có những cái buổi pitching để mà chúng ta có thể trình bày cho khách hàng trình bày cho stakeholder nói chung à, về cái kết quả phân tích của chúng ta và cuối cùng này, để làm sao mà chúng ta thuyết phục được các cái stakeholder có trách nhiệm quyền hạn để mà người ta approve người ta quyết định là có làm cái dự án đó hay không thì các bạn thấy cần xem xét cách tốt nhất để mà trình bày các tài liệu nhằm truyền đải thông điệp gắn kết và hiệu quả tới một hoặc nhiều các nhóm stakeholder khác nhau à, các gói thông tin có thể được lưu trữ trong các kho lưu trữ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác nhau bao gồm các tài liệu hoặc các công cụ à, thì tất cả mọi thứ chúng ta làm cái gì thì chúng ta các bạn cũng phải lưu vết lại cho chúng ta không có tự tiện tự nhiên mà trên trời rơi xuống hoặc mọi thứ nó sẽ được tự nó lưu lại đâu không tất cả mọi thứ chúng ta đều phải có những cái công cụ những cái folder online offline gì đó để mà chúng ta lưu lại cũng như là cái việc các bạn lưu tài liệu nó sẽ giúp cho các bạn mà truyền đạt lại cho những cái thế hệ sau truyền đạt lại cho những cái đời sau một cách dễ dàng hơn yếu tố thứ hai đó là communicate ba package chúng ta giao tiếp các cái gói phân tích nghiệp vụ thì mục đích của việc truyền đạt các cái gói phân tích nghiệp vụ là cung cấp cho các bên liên quan mức độ chi tiết thích hợp về sự thay đổi để họ có thể hiểu được thông tin mà gói này chứa đựng các các bên liên quan có cơ hội để xem xét gói thầu đặt câu hỏi về thông tin và nêu lên bất kỳ mối quan tâm nào mà họ có thể có chúng ta cần phải lựa chọn cái nền tảng giao tiếp phù hợp và cái việc lựa chọn này cũng rất là quan trọng các cái nền tảng giao tiếp phổ biến chúng ta bao gồm là group collaboration những cái hợp tác nhóm được sử dụng để truyền đạt gói cho một nhóm hoặc các bên liên quan cùng một lúc nó cho phép thảo luận ngay lập tức về các thông tin và các vấn đề liên quan thì cái group collaboration này nó là một cái hình thức mà rất là không dụng Ví dụ như các bạn thấy đi làm việc chúng ta hay có những cái group sky, những cái group zalo, những cái group viber để mà chúng ta xử lý những cái này hoặc là những cái luồng mail Thì cái việc mà xử lý group này chúng ta sẽ thấy là chúng ta có những cái lợi thế như sau Thứ nhất là tất cả các công việc của chúng ta làm đó, nó đều được sự ghi nhận của các thành viên trong nhóm Cái thứ hai là mọi thứ nó đều được minh bạch Và cái thứ ba là vì trong những cái group collaboration này nó luôn có những cái thành phần với các cái trình độ chuyên môn khác nhau Thì chúng ta có vấn đề gì chúng ta cứ đặt câu hỏi thì họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều ở ngoài ra thì các bạn thấy là cái việc group collaboration này đôi khi chúng ta hơi bị né tránh Như như vậy thì thật sự không được thì các bạn nên hiểu là đối với một vai trò của một BA Chúng ta luôn phải đảm bảo làm sao mà cái việc mà chúng ta giao tiếp nó luôn phải được cởi mở và minh bạch Ở cái việc mà giao tiếp của chúng ta cũng phải lúc nào không rõ, cái gì không clear, cái gì không chắc chắn Thì tốt nhất là đi hỏi, tốt nhất là đi confirm chứ đừng bao giờ BA mà tự tiện làm bất kỳ một chuyện gì cả thứ hai là cái individual collaboration tức là hợp tác cá nhân được sử dụng để truyền đạt gói tin cho một bên liên quan tại một thời điểm. Nó có thể được sử dụng để truyền đạt sự hiểu biết của từng cá nhân về thông tin khi thiết lập nhóm không khả thi hoặc hiệu quả nhất hoặc sẽ mang lại kết quả tốt nhất. À, thì individual collaboration nó là một cái điểm mà các bạn thấy là à, một số trường hợp các bạn thấy chúng ta cần ví dụ là subject matter expert đi, chúng ta cần những cái chuyên gia đặc thù trong một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta phải đảm bảo làm sao mà chúng ta có thể hỏi được người đó, là chúng ta kết hợp với người đó để làm hoàn thành công việc. À, tuy nhiên thì cái individual collaboration này nó lại có một số cái trái ngược liên quan tới group collaboration. À, các bạn sẽ thấy là chúng ta không thể nào lúc nào, nó chúng ta cũng tự tiện, tự biên, tự diễn, chúng ta tự trao đổi. Chúng ta không thể nào chúng ta cứ lựa chọn những cái nhân sự mà chúng ta thích để mà chúng ta trao đổi được. Tại vì quan trọng các bạn thấy là khi làm bất kỳ một cái dự án BA nào, dù là IT cái vấn đề quan trọng nhất là các bạn phải xác định rõ đúng đối tượng ai là người có khả năng cung cấp thông tin cho các bạn ai là người có khả năng đưa cho các bạn những thông tin đúng và một trong những cái quan trọng nhất đó là ai là người có trách nhiệm và đặc biệt là có quyền hạn quyết định có quyền hạn confirm có quyền hạn xác nhận các cái thông tin các cái công việc các cái kết quả đầu ra của một ba à, thì các bạn thấy là trong quá trình làm việc các bạn thấy chúng ta thường hay lựa chọn những người mà chúng ta thích những người ở gần mà chúng ta nói chuyện à, tuy nhiên thì họ có chắc cho các bạn họ có chắc là các bạn có thể nhận được những đầu thông tin đúng từ họ hay không hay là chúng ta đòi hỏi mà phải xử lý những cái nội dung sai lệch từ như, từ những cái confirm từ những cái thông tin mà những cái individual collaboration này cung cấp à, cho nên là cái việc mà các bạn xác định rõ cái individual collaboration là một cái điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta thực hiện các cái công việc liên quan tới ba và cái cuối cùng là thư điện tử hoặc là các cái phương pháp không lời khác. Thì thường được sử dụng để truyền đạt thông tin trọn gói khi có thông tin ở mức độ trưởng thành cao mà sẽ cần ít hoặc không cần giải thích bằng lời để hỗ trợ thông tin đó. Ở thì những cái điều này các bạn thấy chúng ta luôn có email, chúng ta luôn có chat để mà chúng ta xử lý những cái này. Và thường những cái này nó mang tính là confirm, nó mang tính là meeting minutes, mang tính là chúng ta xử lý những cái nội dung liên quan tới việc là uh, lưu vớt lại, lưu trữ lại những cái kết quả của chúng ta các bạn thấy những cái phương pháp khác nhau nó sẽ cho các bạn những kết quả khác nhau và làm cái gì thì làm cái quan trọng nhất là cho dù là các bạn là ITBA hay là non ITBA đi chăng nữa thì chúng ta luôn phải làm sao để bảo vệ chính bản thân các bạn phần tiếp theo nó là những cái hướng dẫn và công cụ thì các bạn thấy chúng ta đầu tiên chúng ta có business analysis approach cái phương pháp tiếp cận phân tích nghiệp vụ đây là chúng ta đã nói qua và cái việc mà cái phương pháp tiếp cận nó luôn là một cái gì đó rất quan trọng thì cái bi approach này nó mô tả cách thức các loại thông tin khác nhau sẽ được phổ biến hơn là những gì sẽ được phổ biến là chúng ta nói về cách thức hơn là những lượng thông tin à, nó mô tả mức độ chi tiết và hình thức cần thiết tần suất của thông tin liên lạc và cách thức thông tin liên lạc có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng và sự phân tán địa lý của, của các bên liên quan tiếp theo là information approach cái cách tiếp cận quản lý thông tin giúp xác định các cái thông tin phân tích được đóng gói và được truyền đạt tới các bên liên quan như thế nào những cái technique sử dụng là các bạn thấy chúng ta có interview chúng ta có review chúng ta có workshop các cái stakeholder liên quan các bạn thấy đầu tiên là end user người dùng cuối là những người cần được liên lạc thường xuyên để họ biết về thông tin phân tích nghiệp vụ và và cái kết quả đầu ra như thế nào cái thứ hai là customer chúng ta sẽ thấy là khách hàng cần được giao tiếp thường xuyên để họ nắm rõ các thông tin phân tích nghiệp vụ có liên quan domain subject matter expert cần tìm hiểu thông tin phân tích như là một phần của việc xác nhận và xác thực thông tin đó trong suốt cái việc mà chúng ta xử lý sự thay đổi thì các bạn thấy là subject matter expert nó luôn cho chúng ta những cái tư vấn về mặt chuyên môn tư vấn về mặt những cái kiến thức kỹ năng chuyên ngành Elementation subject matter expert những chuyên gia về những cái vấn đề về mặt triển khai thì cần nhận được những cái thông tin, kiến thức và hiểu những cái thông tin về mặt phân tích nghiệp vụ đặc biệt là các yêu cầu về thiết kế cho các cái mục đích thực hiện cho các cái mục đích triển khai. Tester uh, cần nhận thức và hiểu thông tin phân tích nghiệp vụ đặc biệt là các yêu cầu thiết kế cho các các mục đích kiểm tra thì tester ở đây thật sự các bạn thấy không phải là nói về cái dĩ đơn thuần là tester, QA QC khi mà các bạn làm ITBA đâu. Mà tester ở đây các bạn thấy nó còn rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau và mọi thứ nó đều có tester tả Và tester nó luôn là đóng vai trò là quản trị chất lượng cho tất cả mọi cái hoạt động kinh doanh. Nên các bạn thấy ngành sản xuất nó cũng có tester, ngành những cái ngành liên quan tới xây dựng, kiến trúc, những cái ngành liên quan tới thời trang, những cái ngành liên quan tới quản trị kinh doanh vân nó đều có tester cả. Any stakeholder tất cả mọi cái stakeholder tất tất cả các bên liên quan nào cần được trao đổi với nhau, các, tất cả các bên liên quan nào có, có có nhu cầu về việc xử lý về mặt thay đổi có nhu cầu về mặt khởi sướng bất kỳ quá trình thay đổi nào thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chuyện này cả và cái cuối cùng là cái kết quả đầu ra thì cái kết quả đầu ra nó là business analysis information đã được đã được truyền đạt đã được giao tiếp đã được truyền đạt một cái thông tin về mặt PA được coi là truyền đạt khi mà các bên liên quan đã hiểu rõ được mục tiêu nội dung và ý nghĩa của nó À, một cái câu các bạn thấy nó cũng khá là đơn giản, một cái câu nó, nó cũng khá là uh, simple, tuy nhiên là các bạn thấy nó bao hàm tất cả mọi thứ Chúng ta làm gì thì làm, chúng ta làm rất là nhiều thứ, chúng ta làm rất là nhiều việc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là để làm sao đảm bảo được cái chuyện là Cái người nghe, người ta nắm bắt được cái nội dung thông tin, nó được kỹ càng, rõ ràng và đúng Tóm lại qua cái chương này thì các bạn thấy là uh, là một PA, chúng ta đòi hỏi cái việc mà communication rồi chúng ta luôn đòi hỏi cái việc communication một cách hiệu quả à, vấn đề đầu tiên đó là communication sao cho nó phổ thông các bên đều hiểu cái vấn đề thứ hai đó là khi mà các bạn communication thì các bạn phải đảm bảo làm sao cái người nghe các người tiếp nhận các cái bên liên quan tiếp nhận người ta nắm bắt được cái thứ ba thì chúng ta phải tìm mọi cách để mà chúng ta đảm bảo được là cái việc communication cái việc trao đổi hai chiều nó được diễn ra liên tục liên tục thường xuyên cái thứ tư à, mình muốn nhắc nhở các bạn là khi mà các bạn communication thì các bạn phải chọn đúng người phải chọn đúng hướng chọn đúng người chứ chúng ta không có kiểu là chúng ta thích ai người ta nói chúng ta nói cái chuyện đó chúng ta thích ai chúng ta hỏi người đó chúng ta thích ai chúng ta giao tiếp nhiều với người đó à, đây là công việc chứ không phải là đi chơi cho nên là chúng ta đòi hỏi cái việc mà communication nó luôn phải hiệu quả và phải đảm bảo làm sao các cái bên liên quan phù hợp người ta đều tiếp nhận thông tin và hiểu rõ hiểu đúng thông tin đó hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công